Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mời các bạn cùng ship.vn kiểm tra một kiện hàng, một loại nước hoa đến từ thương hiệu Tommy Hilfiger. Đã được ship.vn mua tại Choma Shop, một seller uy tín ở Mỹ thuộc quận Brooklyn, New York. Và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Ora bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng ngày hôm nay đã mất khoảng hơn 3 tuần và hôm nay nó đã về đến Việt Nam, vẫn chưa được khui ra kiểm tra nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể cho các bạn thấy được mẫu nước hoa ngày hôm nay của chúng ta. Bên trong chúng ta sẽ có sticker quảng cáo này, cùng với hóa đơn từ Choma. Tạm thời mình sẽ để qua một bên. Đây là chính là hai chai nước hoa của chúng ta. Đáng tiếc là nước hoa chúng ta phải để nguyên siêu khi giao đến khách hàng, nên là mình không có bóc ra cho các bạn xem mà chạm mẫu chai nước hoa được. Hơi đáng tiếc một xíu. Rồi, nói về thương hiệu Tommy Hilfiger dành cho những nào chưa biết, thì Tommy Hilfiger là một thương hiệu nước hoa đến từ Mỹ, được giới thiệu lần đầu vào năm 1985 như là một thương hiệu thời trang tại Mỹ. Cha đẻ của thương hiệu danh tiếng chính là ông Tommy Hilfiger, là nhà thiết kế người Mỹ cùng tên. Thomas Jacob Hilfiger sinh năm 1921 ở Ellesmere. Sự nghiệp thời trang của ông bắt đầu từ cuối thập niên 60 với ảnh hưởng của phong cách hippie và giới trẻ Âu Mỹ rất ưa chuộng lúc bấy giờ. Thomas Jacob Hilfiger cùng những người bạn của mình đồng xác lập một cửa hiệu quần áo mang tên People Play. Và nước hoa Tommy Hilfiger này được sản xuất từ sự hợp tác của hãng với thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng là Estée Lauder. Năm 1995, dòng nước hoa cho nam giới đầu tiên của Tommy for Men được ra đời. Tommy for Men nhanh chóng trở thành cái mùi hương được các quý ông thời đó yêu thích bởi phong cách Mỹ hiện đại, nam tính, phong trần. Nối tiếp thành công của phiên bản tiền nhiệm thì đến năm 1996, Tommy for Girl cũng đã trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu này. Rõ ràng, Tommy Hilfiger đã trở thành một trong những trong việc truyền tải phong cách riêng, chất cổ điển pha nét hiện đại của mình. Thì mẫu sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Tommy Hilfiger, nồng độ EDG, Colossi Spray New Sparkling với dung tích là 3.4 ounce, có nghĩa là 100ml đó các bạn. Đây. Còn đây, spray có nghĩa là dạng phun nha các bạn. Đây, nói về chai này thì Tommy Boy EDG là một cái mùi hương cổ điển lưu giữ những cái nét đẹp thời thiên thiếu, đã được ra mắt vào năm 1995, được tạo bởi bộ đôi nổi tiếng là Annie Buchanan and Alberto Morillas. Tommy thuộc nhóm hương Cambridge Aromatic, mùi hương được biết đến như là một đặc trưng cho lối sống kiểu Mỹ. Với tiêu chí giản dị và năng động, Tommy Boy một hương thơm mới tươi mới, khá là năng động nhưng không kém phần nồng ấm. Mẫu chai thì được thiết kế rất là đơn giản, với chất liệu trong suốt và kết hợp với nắp chai bằng kim loại. Chai nước hoa mang vẻ bề ngoài đơn giản nhưng bên trong mùi hương là vô cùng tươi mát và ấn tượng. Đáng tiếc thì mẫu nước hoa này mình sẽ không có cái chai thực tế cho các bạn có thể thấy được. Mình chỉ có thể là cho các bạn thấy được chiếc bóc bên ngoài của chúng ta thôi. Đây, Tommy Hilfiger. Về mùi hương sẽ có 3 tầng hương. Hương đầu chúng ta sẽ có bạc hà, hoa oải hương, bưởi chùm và cam bergamot. Hương giữa chúng ta sẽ có hương quả Việt Quất, hoa hồng và quả táo. Hương cuối chúng ta sẽ có hổ phách, này, hoa xương rồng và hoa hoài vải bông. Tommy Hilfiger là mùi hương có cổ điển, thể hiện phong cách năng động, cá tính cùng sự nồng nhiệt thời thiên thiếu của những chàng trai. Hương thơm là sự đan xen giữa cảm hứng tươi mới cùng vẻ đẹp quyến rũ của những anh chàng trẻ trung và sôi nổi. Sự kết hợp giữa bưởi chùm, cam bergamot, bạc hà, quả Việt Quất và quả táo như đánh thức nguồn năng lượng sảng khoái và tươi trẻ. Hương thơm tự nhiên nhẹ nhàng, mở màn cho khứu giác, dẫn lối cho sự quyến rũ, thanh lịch trong từng hương giữa. Tổ hợp oải hương, hoa hồng và hổ phách xuất hiện khiến Tommy Hilfiger trở nên ấn tượng và cuốn hút hơn bao giờ hết. Đó là về mùi hương trên sản phẩm ngày hôm nay. Và ở Việt Nam chúng ta thường gọi chai này chính là mùi Việt Kiều đó các bạn. Một mùi hương rất là thơm và tươi mới. Rồi, đó là một số những cái chia sẻ của ship.vn về
thương hiệu Tommy Hilfiger nói chung cũng như là dòng sản phẩm Tommy Boy thuộc Tommy Hilfiger này nói riêng. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.